Chào tất cả các anh chị, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thảo Dược Quốc Gia, kênh chia sẻ cho các anh chị nhất rất nhiều các cái phương pháp hay, những cái giá trị hữu ích về cuộc sống cũng như là những cái cây thuốc hay và thuốc quý. Cháu là Lương Nghi Huân đây và hiện tại cũng đang làm trong lĩnh vực đông y. Và trong thời gian qua có rất nhiều các cái câu hỏi, có rất nhiều các cái phương pháp cháu có chia sẻ với mọi người và được rất nhiều các anh chị có hỗ trợ và mọi người tiếp nhận điều đó rất tuyệt vời. Và trong video ngày hôm nay thì có một số các chị có hỏi Huân là cháu ơi thì nếu mà đau những xương khớp, đặc biệt là đau đầu gối thì cô nên ăn cái gì cho nó hợp lý, cô nên sử dụng các loại gì, thực phẩm gì, hay là trong dân gian mình có cái cây loại gì hay không, thì Huân xin chia sẻ cho mọi người ở trong video ngày hôm nay nhé. Có một số loại khi các chị gặp tình trạng đau đầu gối thì chúng ta nên sử dụng các cái thực phẩm sau. Đầu tiên là cá. Cá là một trong những cái thực phẩm mà rất là cần thiết khi chúng ta bị gặp tình trạng đau đầu gối các anh chị nha. Nó là một thực phẩm rất là giàu omega, rất là giàu omega, đặc biệt là cá thu, cá mòi hay những loại cá tương tự như vậy, nó sẽ giàu omega 3 và giúp cho cơ khớp chúng ta sẽ tốt hơn. Thứ hai đó là một trong những cái chất rất cần thiết và rất hay sử dụng trong các cái bài xoa bóp, đặc biệt là suy giãn tĩnh mạch hoặc là đau đầu gối, đau co cứng khớp, đó là dầu ô liu. Một trong những cái loại dầu mà được sử dụng thường xuyên trong các loại xoa bóp giúp các anh chị hết suy giãn tĩnh mạch, hết đau những xương khớp, dầu ô liu. Tiếp theo nữa, một trong những cái món ăn rất quen thuộc đơn giản đó là món bông cải xanh. Mọi người, bông cải xanh là một trong những món ăn rất giàu dinh dưỡng và giúp cho cơ khớp của chúng ta cũng được cải thiện rất là hay. Tiếp theo một cái món ăn nữa mà Huân muốn chia sẻ cho mọi người, đó là những cái thực phẩm họ cam quýt. Nó chứa rất là nhiều vitamin giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Tiếp nữa, một số thực phẩm giúp chúng ta bổ sung các cái loại canxi, protein rất tốt, đó là họ đậu lành như đậu tương đấy, giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn từng ngày. Hay là các cái loại thực phẩm như là mè đen, hay ở miền Bắc chúng cháu thì hay gọi là vừng đen. Đây là một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, chứa rất nhiều canxi, giúp cho khớp chúng ta sẽ được tốt hơn, đặc biệt là tình trạng cái sự phát triển của xương khớp nó cũng được cải thiện rất là tốt. Trong những cái trường hợp cứng khớp, thoái hóa khớp thì đây là một trong những cái thực phẩm mà chúng ta nên sử dụng các bác chị nhé. Ngoài ra trong bếp nhà chúng ta thôi cũng có rất nhiều các cái loại, rất nhiều những cái loại thực phẩm bổ dưỡng có tác dụng chống viêm, giảm đau, giúp hỗ trợ đau xương khớp cho các anh chị. Mà thời gian gần đây luôn có chia sẻ các anh chị, đó là một cái củ đơn giản dễ làm, đó là củ hành tây. Mọi người còn nhớ không ạ? Cái củ hành tây này cháu đã chia sẻ cho mọi người ở một số video rồi, và đây là một cái củ mà sử dụng rất nhiều trong các bữa ăn hàng ngày chúng ta. Cái củ hành tây này có chứa chất chống oxy hóa, giúp giảm sưng, tiêu viêm, giúp cho cải thiện cái tình trạng đau nhức, đặc biệt là sưng khớp gối, đau buốt khớp gối này, viêm khớp này. Chúng ta có rất nhiều cách làm, chúng ta có thể đun nước uống, chúng ta có thể ngâm ủ với rượu, ngâm hành tây cộng với tỏi ngâm với rượu để giúp cho các bác chị chúng ta có được một cái sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra củ hành tây này chúng ta còn có một cái cách làm nữa, đó là chúng ta lấy củ hành tây này, sau đó thì mình sẽ đem về, mình sẽ thái nát ra, sau đó các anh chị sao lên, mình cho thêm rượu trắng hoặc giấm táo, các anh chị sao lên, xong nó mình cho khăn sạch, mình chườm trực tiếp vào chỗ đau, thì cái tình trạng mà đau nhức đầu gối này, đau các khớp sẽ được cải thiện rất là nhanh và hiệu quả rất là đáng ngờ. Đây là một trong những cái loại mà Huân đã làm chia sẻ luôn cho các anh chị, đó là cái hành tây ngâm với rượu trắng. Huân đang ngâm trong bình này. Ngoài ra thì có bác chị một trong những cái quả nữa, một cái loại quả chống có tác dụng chống viêm và giảm sưng đau, hỗ trợ cho những ai đau những xương khớp rất tốt, đó là cái quả khế chua. Và Huân đã chia sẻ cho các bác chị ở một số video rồi, và đây là cái kết quả của nó. Nếu các bác chị đang gặp tình trạng đau những xương khớp mà đau đầu gối, hãy áp dụng ngay những cái cách trên, dùng ngay những cái món ăn trên giúp cho các bác chị tốt hơn. Ngoài ra nếu các bác chị còn đang sử dụng các cái thực phẩm nào tốt cho xương khớp, mọi người hãy bình luận phía dưới video này, giúp cho cộng đồng chúng ta ngày càng phát triển tốt hơn các anh chị nhé. Và đừng quên cháu là Lương Nghi Huân, hiện tại Huân đang làm trong lĩnh vực đông y, có chia sẻ giúp đỡ hỗ trợ cho các anh chị rất nhiều trong vấn đề điều trị các vấn đề liên quan đến xương khớp. Cháu Huân thì cũng có chia sẻ và có bốc thuốc lam
Có Coracao giúp các chị trong chúng ta trong vấn đề điều trị đau nhức xương khớp. Nếu các chị cần hỗ trợ gì, hãy cho Huân biết. Huân sẽ chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ các chị nha.